Ngày 20 tháng 8, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khuya ngày 19 tháng 8, tại đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy, khiến một người tử vong và ba người khác bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Công an thành phố Hà Nội. Tại thời điểm trên, nam thanh niên N, sinh năm 2004, quê Nghệ An, cùng một nam thanh niên khác đi xe máy, khi tới trước đoạn số nhà 773 đường Giải Phóng, đã va chạm với xe máy chở hai người, gồm H, sinh năm 2004, là binh nhất, và D, sinh năm 2002, là hạ sĩ, cùng ở Hà Nội, là chiến sĩ công an nghĩa vụ. Hậu quả, H tử vong tại chỗ, ba người còn lại bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, trong đó có một xe máy gãy cả phần cổ xe.